Gia cảnh của thai phụ bị nước lũ cuốn trôi tử vong ở Huế. Trong ngôi nhà không vật dụng quý giá, tiếng mẹ khóc tiễn con, tiếng chồng khóc tiễn vợ khiến hàng xóm xót thương. Trưa ngày 12 tháng 10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của thai phụ bị nước lũ cuốn trôi trên đường vào bệnh viện sinh nở. Nạn nhân là chị Hoàng Thị Phượng, 35 tuổi, công nhân may tại khu công nghiệp Phong Điền, Huế. Theo tìm hiểu, gia đình của chị Phượng khó khăn, chị Phượng có hai con đang học lớp 5 và lớp 7. Ngay khi tìm thấy thi thể của chị Phượng, hai mẹ con được lực lượng chức năng đưa về nhà. Theo người dân chứng kiến sự việc, ngôi nhà của chị Phượng đơn sơ và không có vật dụng quý giá. Hiện tại nhiều người đã đăng tin kêu gọi sự ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm giúp gia đình chị Phượng có thêm kinh phí để tổ chức mai chay cho chị. Hàng xóm khi hay tin đã đến động viên thăm hỏi anh Minh, chồng của chị Phượng và gia đình. Cạnh đó tiếng khóc nấc của mẹ chị Phượng khiến nhiều người xót xa. Sáng ngày 12 tháng 10, chị Phượng chuyển dạ, gia đình đưa lên ghe đến bệnh viện. Theo Tuổi Trẻ, khi còn cách đường quốc lộ 100m, đoạn đường giao thông đã ngập sâu. Anh Minh chồng chị Phượng nhờ một người dân đang thả lưới đưa giúp chị Phượng đi qua điểm ngập bằng ghe. Tại hiện trường, khi chứng kiến vợ con bị nước cuốn đi, người chồng hoảng loạn, liên tục kêu gào trong vô vọng. Căn nhà sơ sát sau nhiều ngày hứng chịu mưa bão, giờ thêm lạnh lẽo trước nỗi đau mất mát. Trong nhà không có gì giá trị ngoài chiếc tivi, bàn thờ cho nạn nhân cũng được lập vội. Khi còn cách bờ 20m thì không may ghe bị lật, người chèo ghe đã nhảy xuống cứu chị Phượng nhưng không kịp. Hiện tại nhiều mạnh thường quân đang tiến hành kêu gọi quyên góp ủng hộ cho hoàn cảnh đáng thương của gia đình sản phụ xấu số. Gia đình của nạn nhân hiện đang sinh sống tại thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc này trên kênh YouTube của Sài Gòn TV. Thank you.